Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sau khi mạnh lên thành bão, tối qua bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, đến gần sáng nay thì đổi hướng thành Tây Bắc, hướng về phía đất liền nước ta, với tốc độ di chuyển khoảng 15-20 km. Đến chiều nay, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Nằm ở rìa xa phía tây bắc của bão số 2, dự báo từ giờ đến chiều, cả miền Bắc trời sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ ngày cao từ 32-34 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và tối nay trở đi, khi rìa tây hoàn lưu bão số 2 bắt đầu tác động, miền Bắc trời sẽ chuyển sang trạng thái mây nhiều. Sau đó, từ đêm nay trở đi đến hết ngày 12 tháng 8, Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng có quá trình giảm mưa nhanh và nhiều nơi có nắng trở lại. Nhiệt độ trong ngày tăng cao nhất lên ngưỡng từ 30-33 độ, có nơi cao hơn. Dự báo xa hơn, từ ngày 11 tháng 8 trở đi, khi có tác động của rìa xa phía tây nam của cơn bão số 2, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to trở lại. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động với cường độ mạnh, vì thế cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa nhiều. Ở Tây Nguyên có mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Còn ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Do mưa xuất hiện cả ngày lẫn đêm nên nhiệt độ ở Tây Nguyên trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ 23-26 độ. Trong khi ở Nam Bộ, khoảng thời gian sáng và trưa nhiều nơi vẫn có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao hơn, dao động ở mức từ 28-31 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.